Ngày xưa có hai nhà sư Năng Nhẫn và Bất Nhẫn, hai người cùng cạo đầu xuất gia từ ngày còn trẻ và cùng tu ở một ngôi chùa hẻo lánh. Sau một thời gian dài tu luyện thì bỗng một hôm Năng Nhẫn được Đức Phật độ cho thành chính quả. Bất Nhẫn thấy mình tu hành không kém gì bạn mà không được hưởng may mắn như bạn thì rất buồn bực. Chàng đến trước tòa sen hết sức kêu nài với Đức Phật, bày tỏ lòng chân thành tu đạo cùng mọi sự khổ hạnh đã trải qua của mình. Đức Phật bảo chàng: "Nhà ngươi chuyên tâm cầu đạo, lại là người trong sạch, thật đáng khen ngợi, nhưng tính tình nhà ngươi vẫn như con trâu chưa thuần, chưa thể đắc đạo được. Vậy hãy cố gắng tỏ rõ tấm lòng nhẫn nhục trong một cuộc khổ hạnh trường kỳ rồi sẽ theo bạn cũng chưa muộn." Bất Nhẫn nghe lời, bèn lên núi chọn một gốc cây, bắt chước người xưa ngồi xếp bằng tu theo lối trường định. Chàng cương quyết ngồi im lặng như thế mãi trong 3 năm, dù có phải thế nào cũng không chịu dậy. Và từ hôm đó, Bất Nhẫn như một vật vô tri vô giác. Những con sâu, con kiến bò khắp mình chàng, những con thú cà vào thân chàng, những con chim ỉa phẹt lên đầu chàng, chàng đều không hề bận tâm. Chàng chỉ một mực tâm niệm nghĩa lý cao thâm của đạo Phật. Cứ như thế trải qua 2 mùa hè và sắp sửa qua 1 mùa hè thứ 3 là kết liễu cuộc tu luyện. Một hôm tự dưng có 2 vợ chồng con chim chích ở đâu đến làm tổ ngay trong vành tai của Bất Nhẫn. Chàng cứ để yên, mặc chúng muốn làm gì thì làm. Chúng đi về, tha rác lên đầu lên mặt. Rồi chim mái đẻ trứng, rồi cả một thời kỳ 2 vợ chồng thay phiên nhau ấp. Cho đến lúc trứng nở, những con chim non kêu léo nhéo suốt ngày, nhưng Bất Nhẫn không lấy thế làm khó chịu. Một hôm, lúc ấy chỉ còn 10 ngày nữa thì Bất Nhẫn hết hạn ngồi dưới gốc cây. Hôm đó đến lượt con chim vợ đi tìm thức ăn cho con. Suốt một buổi chiều nó vẫn không kiếm được một chút gì. Mãi đến gần tối, lúc lượn qua một cái hồ, chim vợ mới thấy một con nhện đang giăng tơ trong một đóa hoa sen. Nhện nhát thấy chim liền ẩn mình vào những cánh hoa, làm cho chim mất công tìm mãi. Không ngờ hoa sen vừa tắt ánh mặt trời đã cụp ngay cánh lại, nhốt chim vào trong. Chim cố công tìm lối chui ra, nhưng những cánh hoa vây bọc dày quá đành chịu nằm lại đó. Ở nhà, chim chồng hớp bay đi kiếm vợ lại trở về, đàn con đói mồi, nháo nhác suốt đêm. Mãi đến sáng mai, chờ lúc hoa nở, chim vợ mới thoát được bay về tổ. Một cuộc cãi lộn nổ ra bên tai Bất Nhẫn. Ghen vợ, chim chồng mắng nhiếc vợ hết lời, nhưng chim vợ vẫn hết sức bày tỏ nỗi lòng trên bạch của mình. Cuộc đấu khẩu kéo dài suốt cả buổi sáng và có cơ chưa chấm dứt. Bất Nhẫn rất khó chịu, thêm vào đó đàn con khóc đói chíu chít điếc cả tai. Nhà lúc vợ chồng chim cãi vã đến chỗ gần nhất, Bất Nhẫn bỏ tay lên tai, giật cái tổ chim vứt mạnh xuống đất và nói: "Đồ khốn, chỉ có mỗi một chuyện đó mà chúng mày làm điếc tai ông từ sáng đến giờ." Thế là công sức tu luyện của Bất Nhẫn sắp hoàn thành, thốt nhiên vứt bỏ trong chốc lát. Nhưng Bất Nhẫn vẫn không nản chí. Trước tòa sen, chàng hứa sẽ kiếm cách tỏ rõ sự hối lỗi của mình. Chàng tìm đến một khúc sông nước chảy xiết, tình nguyện làm người chèo đò đưa khách bộ hành quá gian mà không lấy tiền. Chàng quyết chở cho đến người thứ 100 mới chịu nghỉ tay. Lần này Bất Nhẫn tỏ ra một người rất nhẫn nại. Tuy bến sông thường vắng khách, chàng vẫn không chịu bỏ dở công việc. Luôn trong 2 năm, chàng chở được 98 người mà không xảy ra việc gì. Một hôm vào khoảng giữa thu, nước sông tự nhiên tràn về chảy xiết hơn mọi ngày. Trời bỗng đổ một trận mưa lớn. Giữa lúc đó có một người đàn bà dắt một em bé đòi qua sông. Hắn có vẻ là vợ một viên quan sở tại. Chưa bước xuống thuyền đã dọa Bất Nhẫn: "Chú nhớ chèo cho vững nghe không? Che mui cho kín, nếu để chúng ta mà ướt thì liệu chừng kẻo rơi quắn đít đó." Nghe nói thế, Bất Nhẫn đã hơi bực, nhưng chàng nín được và vẫn giữ vẻ mặt tươi cười đáp: "Bà và cậu đừng sợ gì cả, tôi xin cố sức."
Rồi chàng vận dụng hết tài nghề để đưa hai mẹ con nhà nọ qua bên kia sông được vô sự. Lúc sắp lên bờ, người đàn bà bỗng kêu lên. Ta quên khuấy đi mất, có một gói hành lý bỏ quên ở quán bên kia. Vậy nhà ngươi chịu khó chèo sang lấy hộ. Bất Nhẫn nín lặng cắm cổ chèo qua sông giữa sóng gió. Mãi đến gần tối chật vật lắm, chàng mới đưa được gói hành lý sang cho người đàn bà. Nhưng khi soát lại gói, người đàn bà nọ lại kêu lên. Thôi rồi, còn một đôi giày của thằng bé bỏ ở gầm giường. Thế nào nhà ngươi cũng phải gắng sang lấy cho ta một lần nữa. Người đàn bà nói chưa dứt lời thì Bất Nhẫn đã chỉ tay vào mặt. Cút đi đồ chó ghẻ, tao có phải sinh ra để hầu hạ mẹ con nhà mày mãi đâu. Nhưng người đàn bà ấy vốn là Đức Phật Quan Âm hiện hình xuống thử lòng người đệ tử khổ tu đó. Bấy giờ lại hiện nguyên hình và cất tiếng bảo chàng. Nhà ngươi vẫn chưa thực tâm nhẫn nhục, như thế thì tu gì mà tu, có tu hú. Bất Nhẫn thẹn quá đành cúi đầu nhận lỗi. Phật Bà Quan Âm sau đó bắt Bất Nhẫn hóa thành một giống chim mà người đời sau quen gọi là chim tu hú. Họ bảo thứ chim đó vào khoảng cuối hè sang thu hay xuất hiện, đúng vào lúc xảy ra câu chuyện giữa Bất Nhẫn với Phật Bà. Chú thích, theo lời kể của người Hà Tĩnh và theo Pháp Á tạp chí. Hết chú thích. Sau đây quật quay web chấm vì xã Tân Phu Dương. Tần cư sĩ là một phụ nữ rất xinh đẹp, từ nhỏ đã có khiếu mỹ thuật, tuổi còn trẻ đã là thầy dạy cắt uốn tóc nổi danh khắp thành phố. Bà là người lanh lẹ, vén khéo, đảm đang. Sau khi cách mạng giải phóng, bà tự mở một tiệm làm tóc tại nhà, đến nay phát triển thành một thẩm mỹ viện bề thế quy mô. Tần cư sĩ rất có hiếu với mẹ. Lúc mẫu thân lâm chung, bà quỳ trước giường suốt 8 giờ, không ngừng niệm Phật, làm cả nhà mười mấy người xúm nhau quỳ xuống, niệm Phật theo. Đột nhiên, mọi người không hẹn mà đồng thanh la lên. Tôi nhìn thấy Quan Thế Âm rồi. Ngay lúc ấy, trong phòng bệnh nhân tràn ngập hương thơm kỳ diệu, khiến người thanh mát cả tạng phủ. Mọi người đồng thấy Quan Thế Âm Bồ Tát giáng lâm phía trên, bên phải giường bệnh. Chỉ riêng Tần cư sĩ nhìn thấy mẹ mỉm cười, hướng không trung mà đi. Hơn nữa, còn nghe Phật nhạc vang vang. Lúc này, toàn gia cực kỳ hưng phấn, đồng quay lại nhìn mặt mẫu thân, thấy gương mặt bà đang cười mỉm, đã an lành, vãng sinh. Từ đó, cả nhà đều tin Phật giáo. Chính vì Tần cư sĩ thuần thành thiện lương này đã nhiều lần nhờ tôi giúp bà liên hệ xuất gia. Qua trò chuyện, tôi mới biết, sở dĩ bà muốn xuất gia là do không có tình cảm với chồng. Giữa họ thường gây cãi, ông xã có lúc còn ra tay đánh bà. Những lần như thế, tôi đều khuyên bà không nên trốn lánh hiện thực để xuất gia. Huống chi, bà còn có đứa con gái chưa thành niên, cần mẹ chăm sóc, nuôi dạy. Cách đây không lâu, một buổi tối, bà đột nhiên gọi điện tới khóc sướt mướt, kể là do gây gổ cùng chồng, bà đã đến nhà em trai cư ngụ 3 ngày rồi. Hiện giờ chỉ muốn gặp tôi ngay, nếu không, bà chẳng thiết sống nữa. Vừa gặp mặt, Tần cư sĩ òa khóc, kể lể. Tôi hiện ngủ trong tòa nhà 3 phòng, mới mua hồi nửa năm trước, với giá 40 vạn. Tiền này hoàn toàn do tôi kiếm được. Tôi cùng chồng sống chung. Khi đi coi, thấy nhà ưng ý. Nhưng do bận việc bề bộn, nên tôi giao ông xã giữ tiền và là thủ tục mua nhà. Không bao lâu thì đã có chìa khóa nhà mới. Tôi cho rằng, nửa đời chịu cực chịu khổ của mình đã được đền bù bằng ngôi nhà ưng ý. Nhưng ai không ngờ, 3 ngày trước, do một đêm khuya, chồng tôi về nhà và bảo. Sáng mai á, hoặc chậm nhất là ngày mốt, em lo chuẩn bị đủ 20 vạn tiền mặt để giao nộp,
Nếu không á, thì phải ra khỏi nhà. Chẳng phải, tôi đã đưa đủ 40 vạn cho anh mua nhà rồi sao? Còn đòi 20 vạn nào nữa? Tôi chỉ mới đưa người ta 20 vạn. Còn 20 vạn á, tôi đem mua cổ phiếu kiếm lời. Nào ngờ bị mất hết. Để gỡ gạt, tôi đã thế chấp ngôi nhà này, mới lấy 20 vạn. Ai dè, cũng thua sạch luôn. Bây giờ người ta đòi tiền. Không có tiền á, thì người ta bắt mình ra khỏi nhà. Tôi cảm giác như sấm đổ bên tai. Vừa trách ông xã chơi cổ phiếu, sao không bàn trước cho tôi? Nào dè, ông không những chẳng biết lỗi, còn đánh tôi nữa. Vừa nói, bà vừa chỉ cho tôi xem thương tích trên cánh tay. Bà sụt sịt nói, tôi thật khó mà sống qua hôm nay. Tôi cũng nghĩ là trước đây mình thiếu nợ ổng, nên đã ráng nhịn nhục cho êm chuyện gần 20 năm nay. Trong nhà, mọi việc ăn mặc ở, tất cả đều do một tay tôi đi làm kiếm tiền cung ứng. Lẽ nào vẫn chưa đủ trả nợ cho ổng? Bây giờ, nếu như phải đền tiền, thì thẩm mỹ viện của tôi cũng phải đóng cửa. Tôi thực nghĩ không thông. Tôi rất muốn nhờ Tôn Huynh xin Hòa Thượng Diệu Pháp giảng cho tôi nghe, để hiểu rõ về nhân quả. Như vậy, tôi mới cam lòng. Dù có chết, tôi cũng phải chết cho minh bạch. Dừng một chút, cho tâm tư bình tĩnh. Sau đó, Tần cư sĩ thuật lại cho tôi hiểu rõ đầu đuôi cuộc hôn nhân của bà. Em trai tôi, từ lúc giải phóng, thì bị điều về quê. Sau đó, người nhà nghĩ cách đem nó về thành. Do vậy mà, mẹ dẫn tôi đến nhà cục trưởng để cầu giúp. Bà vợ lão cục trưởng vừa nhìn thấy tôi, thì tỏ vẻ rất nhiệt tình. Hỏi dông dài một hồi, bà liền thuyết phục chồng, nên mau chóng thu xếp việc này giúp chúng tôi. Sau đó, một mình mẹ tôi tới nhà cục trưởng. Em trai tôi không bao lâu được chuyển về thành. Lúc này, mẹ tôi mới sắp xếp cho tôi và con trai cục trưởng gặp nhau. Tất nhiên là tôi không ưa cuộc hôn nhân được mẹ sắp đặt. Nhưng do em trai tôi đã được họ giúp điều về thành phố, nên tôi bắt buộc phải chấp nhận gặp mặt. Gặp nhau rồi, hai bên đều không có cảm giác và không nói năng gì. Nhưng thấy ông ta có học thức, nên cũng không đến nỗi phản cảm. Do mẹ tôi nhiều lần thuyết phục bảo ban, cuối cùng tôi cũng ưng thuận cuộc hôn nhân do đôi bên an bài. Em trai tôi nhờ vậy mà xin được một công việc làm mãn ý. Nào ai biết, ngay đêm tân hôn, khi tân lang trút y phục ra, tôi cực kỳ kinh hãi khi thấy toàn thân ông ta nổi đầy lốm đốm lục cục lòn hòn, nhìn giống như là phong cùi hay là dãy nến vậy. Định thần nhìn kỹ, tôi chỉ muốn nôn thốc nôn tháo ra thôi. Gã nam nhân là chồng tôi, trừ mặt, cổ và tay ra, khắp mình da bị bệnh, nổi một sần sùi và bông lên như vảy cá. Tôi đứng như quá đá, lòng đầy kinh hoảng, mắt tuôn lệ đầm đìa. Nghĩ mà xem, từ nay về sau, tôi làm thế nào để đối mặt với cuộc sống như vậy? Tôi dám chắc là các cô gái khác mà thấy tân lang kinh khủng như thế này, thì có đứa xô cửa mà bỏ chạy. Nhưng giờ tôi không có can đảm đối diện với gương mặt đầy nước mắt của mẹ, lại nghĩ đến tiền đồ của em trai và những lời dèm chê của dư luận, xã hội, nên đành cúi đầu chấp nhận số mệnh. Lúc này, tôi mới vỡ lẽ và hiểu ra vì sao mà gia đình ngài cục trưởng lại sốt sắng nhiệt tình dùng giả giúp đỡ chúng tôi như vậy. Vì con trai mình, họ đã hủy hoại cuộc đời tôi. Sau đó, tôi khuyên chồng nên đi trị bệnh. Ông nói, hồi trước có trị qua rồi, nhưng mà không có kết quả, nên chẳng muốn đi nữa. Vì không thích bị người chê cười, rất là mất mặt. Tôi bèn mua nhiều thuốc cho ông,
nhưng thấy đều không có kết quả. Tôi lại khuyên ông đi bệnh viện. Thế là ông đánh, ông chửi tôi. Càng khổ hơn nữa, là tôi vô phương, đồng sàng cùng ông. Ông vừa tới gần, là tôi đã chán ghét muốn nôn. Có thể điều này làm tổn thương lòng tự trọng, tự tôn của ông. Nên ông đối với tôi, càng vũ phu, thô bạo, lọc tôi đầy vết thương. Cưới đâu chưa được bao nhiêu ngày, chúng tôi phân phòng ngủ riêng. Sau đó tôi mang thai, sinh một con gái. Nhưng điều khiến người ta khó hiểu là một người đã thọ qua nền giáo dục đại học, lại sinh trong một gia đình cán bộ cao cấp. Vậy mà, ngay cả chút tập quán vệ sinh tối thiểu, anh ta cũng không có. Chén bát ăn bỏ sót đầy, quần áo thì bà đâu vứt đó. Cởi vớ, chỗ nào thì quăng chỗ đó. Mười mấy năm nay, chưa từng thay đổi. Nếu như không thúc giục, thì ngay cả tắm rửa, ông ta cũng chẳng màng. Đối với những tật xấu này, tôi chỉ cần biểu hiện chút bất mãn, thì sẽ lập tức lãnh ngay một trận đòn nhừ tử. Bên ngoài nhìn vào, ai cũng cho là chúng tôi là trai tài gái sắc, là tiểu gia đình êm ấm. Nào có biết là tôi đây, bề ngoài cười đủ, bề trong khóc thầm. Có lần, tôi đi Thanh Đảo làm việc, ngủ tại một khách sạn ven biển. Tối đó, tôi nằm thoải mái trong phòng, lắng nghe tiếng sóng biển ầm ầm vọng vào. Trong hoàn cảnh lãng mạn như vậy, tôi bất giác nghĩ đến số phận của mình. Không kìm được, lệ rơi đầm đìa, tuôn ướt gối. Lăn lộn mãi, vẫn khó có thể chợp mắt. Tôi trách trời xanh, đối xử quá bất công. Đem gả tôi cho một nam nhân vũ phu tồi tệ, đáng chán kinh khủng như vậy. Lẽ nào, đây là định số mà con người thường nói. Bỗng dưng, tôi nhớ tới truyền thuyết Bồ Tát Quan Thế Âm ở Nam Hải. Nghe kể rằng, Ngài rất đại từ đại bi, hay cứu khổ cứu nạn. Lẽ nào, Ngài lại không cứu giúp cho tôi? Vì sao số tôi khổ như vậy? Ngoài sông, tiếng sóng biển ào ào gầm vang, như thể muốn an ủi, ban cho tôi hy vọng. Tôi ngồi bật dậy, mặc áo khoác, bước ra khỏi khách sạn, đi đến bờ biển. Trong đêm khuya, mình tôi dạo gót chậm chậm trên bãi cát cô tịch, không một bóng người. Tôi ngước nhìn bầu trời lấp lánh ngàn sao. Lòng muốn khóc, nhưng lệ không chảy nổi. Đột nhiên, tôi mơ hồ trông thấy Đức Quan Thế Âm cưỡi trên lưng một con cá đứng nơi ven biển. Giây phút này, bao oan khuất, tủi nhục, oán hận và hy vọng trong tôi đồng loạt trào dâng như suối. Tôi quỳ xuống trên cát, vọng hướng về phía Quan Thế Âm Bồ Tát và bật lên tiếng khóc thật to. Lòng tha thiết mong Ngài cứu vớt, đem tôi ra khỏi chúng trần ai khổ ải này. Sau đó, thì tôi được quen biết Tôn Huynh và quy y Phật môn. Có lẽ là trời cao đã nghe tiếng van cầu cứu của tôi nên đáp ứng. Thế nhưng, dù tôi tụng kinh bái Phật nhiều đến mấy, vẫn chưa khiến hôn nhân thê thảm của tôi chuyển mình tốt. Rốt cuộc là, kiếp trước tôi thiếu chồng tôi bao nhiêu nợ, mà làm thế nào cũng không trả xong vậy. Tôi nghe nói gia đình giám đốc Kim cũng gặp vấn đề rắc rối khó giải, đã nhờ hòa thượng nhiều pháp giúp cho rồi. Vậy Tôn Huynh có thể hỏi giúp giùm tôi không? Nếu không, tôi thật là chẳng thiết sống nữa.
Nghe Tần cư sĩ khóc kể chuyện mình mà đau lòng. Nhìn bà tinh thần tuyệt vọng, tôi khó mà tin ách vận sao có thể giáng xuống đầu một phụ nữ thiện lương, hiếu thuận, đảm đang, chu toàn trách nhiệm như vậy. Càng tìm không ra lời để an ủi bà, tôi không thể từ chối, là một lần nữa đành phải gấp rút gọi điện cho sư phụ cầu trợ giúp. Tôi ấn nút loa vang để mọi người có thể nghe rõ lời sư phụ khai thị. Tiếng sư phụ hiền hòa vang lên. Vào khoảng 100 năm về trước, có người đàn ông dắt theo đứa con gái nhỏ đến một tiểu trấn nọ, mở một quán ăn để xin nhai. Một bé gái này bị bệnh, đã qua đời. Chủ quán sợ mình tục huyền sẽ khổ con thơ, nên quyết ở vậy. Hôm nọ, ông đi ra ngoài, trên đường về gặp thằng bé, khoảng 5-6 tuổi bị người bỏ rơi. Lão chủ bèn tính toán. Số cơm thừa canh cặn mà khách ăn dư có thể nuôi sống thằng bé này. Nếu bây giờ ông cứu mạng nó, thì khi lớn lên, nó có thể làm công cho ông, mà ông khỏi phải trả tiền thuê người. Thật là nhất cử lưỡng tiện. Thế là, ông quyết định thu nhận thằng bé, và làm một cái chuồng gia súc bằng gỗ, mái lợp tranh, cho thằng bé ở. Hằng ngày, nó giúp ông rửa bát, quét dọn, ăn đồ thừa, mà sống qua ngày. Trong mắt lão chủ và con gái, đứa bé này bất quá chỉ là một con vật biết nói, cho dù nó có nhức đầu cảm sốt, bị muỗi cắn trùng rỉa, chi chi, thì cũng mặc. Họ để nó tự sinh, tự diệt. Nhưng tính ra thằng bé này mạng lớn, nó cứ thế mà trưởng đại. Thế nhưng, do từ nhỏ đến lớn, không ai xem nó là người, ngoài việc sai khiến nó tối tăm mặt mũi ra. Chẳng ai thèm chuyện trò với nó. Hễ gặp chuyện gì không vừa ý, thì cha con chủ nhân lại trút giận lên mình nó. Nếu không đánh, thì cũng chửi mắng. Cho dù nó rất kiềm tiếng, ít lời, ngờ nghịch, ngốc nghếch, song vẫn bị đối xử rất tồi tệ. Khi con gái đến tuổi lấy chồng, lão chủ cũng muốn chọn người ở rể. Nhưng ngẫm nghĩ, ông lại sợ mình chết rồi gia sản sẽ bị thằng rể chiếm mất. Vì vậy, dù có rất nhiều người cầu thân, nhưng ông cứ trù trừ, lần lựa chẳng muốn gả con cho. Cuối cùng, ông bỗng nảy ra ý hay, ngoái dòm lại thằng mồ côi ông nuôi bấy lâu. Nếu như mà gả con cho thằng tớ này, thực tế nó chỉ là tên nô lệ thuần phục con gái mình, vậy thì khỏi phải lo gia sản lọt vào tay kẻ ngoại nhân. Thế là ông chủ thông minh, liền an bài cho con gái một cuộc hôn nhân, dạng vô sai thất. Con gái, mặc dù tuân lệnh cha, nhưng tất nhiên chẳng chịu chung phòng cùng chồng, tức là tên nô dịch ngu đần dơ bẩn này, nên cô đã sống cả đời trong tư tình phóng túng vụng trộm. Còn thằng bé thì suốt kiếp sống cảnh lao dịch, oan khuất, tủi nhục. Đứa con gái trong câu chuyện là Tần nữ sĩ ngày nay, còn tên nô dịch mồ côi chính là chồng bà hiện thời. Tập quán sống thiếu vệ sinh không tốt là do tháng ngày sống trong chuồng thú đời trước dựng thành. Da trên mình sần sùi ghẻ chốc, một phần là do ác báo tiền kiên của bản thân, và một phần cũng do cảnh sống trường kỳ ở dơ, luôn bị mũi mòm châm chích tạo thành. Tục ngữ nói, oan có đầu, nợ có chủ, chẳng phải chẳng báo, mà là chưa đến lúc. Nhân duyên tệ lậu từ tiền kiếp đã chiêu cảm quả báo hôn nhân thống khổ cho Tần cư sĩ trong đời này. Kiếp trước, đứa bé đã dắt kiệt sức,
làm nô dịch cho chủ nhân cả đời mà không được trả công một đồng nào. Thì đời này nó đến đòi nợ. Tần cư sĩ bị đánh, bị mắng, chính là trả báo ngày xưa bà từng đánh mắng nó. Đến như cuộc sống phu thê đời này cũng là phiên bản của đời trước. Muốn biết nhân đời trước, nhìn thọ báo đời này. Tần cư sĩ đời trước làm ác, đa phần là do từ nhỏ chịu ảnh hưởng phụ thân. Đời này, bà hiếu kính mẫu thân, tâm đại thiện hiền lương, ưa nghe Phật Pháp, lại biết quy y Phật, ăn chay niệm Phật. Chỉ Phật Pháp mới có thể giúp bà giải quyết, chấm dứt nợ cũ. Cho nên, xin Tần cư sĩ, khi đã hiểu rõ nhân duyên đời trước rồi, không nên sinh tâm oán hờn, chán ghét đối với người chồng hiện tại nữa, mà phải biết nắm ngay cơ hội gặp gỡ trong đời này, thành khẩn sám hối tội nghiệp đời trước. Sống phải thường thấy lỗi mình, ít bàn về lỗi người, nhất định sẽ gặp hung hóa cát, biến nạn thành an. Bà phải tụng nhiều kinh Địa Tạng và kinh Phổ Môn, hồi hướng cho tên nô dịch kiếp trước, thì nhất định chồng Tần cư sĩ sẽ thay đổi. Tôi tiếp điện thoại xong, ngoái nhìn Tần cư sĩ đang ngồi yên lặng, mưa trên mặt đã dứt hạt, hiện đang trời quang mây tạnh. Hơn nửa năm trôi qua, Tần cư sĩ đã gọi điện đến hai lần, một lần hỏi về các sách kinh Phật giáo, lần khác thì kể bà đang bận công việc bề bộn, khi nào có thời gian rảnh sẽ đến thăm tôi. Nghe giọng nói của bà, chứng tỏ tâm tư đang vui vẻ. Tôi thở ra nhẹ nhõm, thầm cầu mong vợ chồng nhà bà sớm giải xong túc quán, gia đình hòa thuận, cùng vượt qua cửa ải khó khăn. Mỗi người chúng ta trong quá khứ vì thiếu hiểu biết mà tạo vô số ác nghiệp, khiến tự tánh quý giá bị ô nhiễm, vấy bận bụi trần. Do tâm bị vô minh che lấp, khiến chúng ta chẳng thể nhìn thấy ánh sáng quang minh, vì vậy cần phải quét sạch trần cấu. Theo nhà Phật, phương pháp tẩy sạch trần cấu tốt nhất chính là sám hối, một trong các thiện hạnh như tụng kinh, lễ Phật, niệm Phật, trì chú, vân vân. Tổng giám đốc Trần là nữ doanh nhân, chủ một đại xí nghiệp thành đạt, bà học Phật đã hơn 2 năm. Dưới ảnh hưởng của bà, nhiều nhân viên trong xí nghiệp cũng bắt chước ăn chay tập tu theo. Nhờ đó mà đời họ thay đổi, tinh thần phấn chấn, xí nghiệp càng phát mạnh, chất lượng sản phẩm thêm ổn định. So với các xí nghiệp khác, thì bà Trần là một nữ lãnh đạo nổi tiếng, được mọi người nhiệt liệt khâm phục, ngợi khen. Ngày nọ, bà Trần đến nhà tôi, kể về tình trạng sức khỏe của mình. Bà than, thời gian gần đây, mình hay bị nhức đầu dữ dội mà không rõ nguyên nhân. Chứng bệnh này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác, sinh hoạt và việc tu tập của bà. Lúc bà Trần đương kể lể về chứng nhức đầu, thì tôi bỗng nhìn thấy từ vai trái đến gáy của bà, xuất hiện một con cá sấu thiệt to, không ngừng cắn xé nơi cổ bà, khiến cho phần bên trái đầu, máu chẳng cung ứng đủ cho não. Tôi không kìm được, vội hỏi. Bà có từng ăn thịt cá sấu hay loài vật hoang dã nào không? Bà Trần rầu rĩ nói. Trời ơi! Tôi đã ăn quá nhiều thịt động vật. Trước đây, khi còn ăn mặn, do phải thường xuyên chiêu đãi xã giao với khách, nên tôi đã ăn hầu hết mọi loài hoang dã, như đà điếu, rùa, thỏ rừng, gà tuyết, độc xà, thậm chí cả cá sấu nữa. Nhưng mà thịt cá sấu tôi chỉ ăn qua có một lần. Hơn nữa, lại là dạng thịt đông lạnh, người ta đã giết sẵn trước đó rồi. Tôi giải thích, mặc dù bà chỉ ăn một miếng thịt, nhưng chính bà là người đứng ra mời khách, tự xuất tiền cho vụ tạo ác nghiệp này. Phải biết những loài động vật hoang dã, tương tự cá sấu, có tính linh rất lớn,
chẳng nên tùy tiện giết nó, không nên vì ham ngon miệng no bụng mà ăn thịt chúng. Ngài tuyên quá từng giảng, vì sao không nên sát sinh? Lý do như sau: chúng ta ăn thịt chúng sinh, sẽ thu nạp khí và máu huyết súc sinh vào thân chúng ta. Thần thức nó cũng đeo theo quấy phá. Chính con cá sấu đã ra tay báo thù, khiến thân thể bà luôn bệnh hoạn, cực suy. Hiện giờ thần thức nó đang ở phía bên trái, từ vai đến gáy của bà. Nó không ngừng cắn xé cổ bà, làm cho não bên trái máu không cung ứng đủ. Đó là nguyên nhân vì sao bà nhức đầu. Bà Trần tỉnh ra. Nói như vậy thì tội tôi quá lớn, vì tôi từng ăn qua rất nhiều động vật hoang dã. Nhất định tôi phải sám hối, tụng kinh phát nguyện. Trước tiên phải hồi hướng cho con cá sấu này đã. Tối đó, tắm rửa xong, bà Trần quỳ trước Phật, tụng kinh Địa Tạng, hồi hướng cho con cá sấu đã bị giết hại. Trong quá trình tụng kinh, bà ráng chịu đựng, kiên trì tụng hai bộ kinh Địa Tạng và khắc phục được các chứng chóng mặt, nhức đầu. Qua hôm sau, lúc gặp lại, tôi thấy tinh thần và tướng mạo bà đã có thay đổi tốt. Mặt bắt đầu tươi tắn hồng hào, những vết ám đen cũng tan hơn phân nửa. Chiều đó, mấy đạo hữu đến thăm bà Trần. Trước mặt mọi người, bà tổng giám đốc oai vệ này đã buông bỏ hết vẻ cao ngạo quan liêu của mình, thành khẩn kể lể, phát lộ những lỗi lầm mình từng phạm trong quá khứ, chân thành sám hối, tội mình đã từng ăn và giết hại nhiều sinh vật. Bà sám hối ngày xưa, khi làm lãnh đạo, đã có tâm cống cao ngã mạn, nóng nảy hẹp hòi, sám hối, mình lúc chưa học Phật đã tạo nhiều ác nghiệp chất chồng. Ngay lúc bà đang sám hối, những vết ám đen còn lưu trên mặt dần dần tan biến hết, thay vào đó là nét sáng rỡ, hồng hào tươi tắn. Lúc này tôi nhìn thấy những chúng sinh từng bị bà làm hại đang thấp thoáng, ẩn hiện, dưới uy lực chân thành sám hối của bà, chúng sinh tâm tha thứ hỷ xả, rồi từng tớp, cùng bay lên, trong chốc lát, đã vãng sinh vào thiện đạo. Sức mạnh sám hối thù thắng và cực kỳ lớn như thế đã khiến mọi người xúc động sâu sắc. Cả hội trường nhốn nháo, cùng nhau thú tội. Thế là, anh một câu, tôi một câu, ai cũng thành tâm phát lộ nhận lỗi, lao sao tự kiểm điểm ác nghiệp và những lầm lỡ sai quấy của mình đã tạo trong quá khứ. Sức mạnh của sám hối, đúng như Phật từng thuyết trong Kinh Nghiệp Báo Sai Biệt, như sau: nếu người tạo tội nặng mà biết ăn năn tự trách, sám hối lỗi xưa, nguyện không tái phạm, ác có thể nhổ sạch tận gốc mọi ác nghiệp. Tâm sự quý phu dân, tan nát lại đoàn viên. Tôi tên là Mã Kim Lộ, vợ của Lữ Sơn Kiệt. Tôi đã quy y Phật giáo, cũng là đệ tử Hòa Thượng Diệu Pháp. Mọi người gọi tôi là Mã Cư Sĩ. Tôi vui lắm. Con trai của tôi 14 tuổi, tuy nó chưa có quy y Phật, nhưng cũng thay đổi rất là tốt. Còn gì tôi chép kinh Địa Tạng nữa đó. Gia đình tôi hiện tại tôi chẳng có giàu có, nhưng chẳng vất vả lo ăn lo mặc. Điều khiến mà tôi mừng nhất là, từ lúc Lữ Sơn Kiệt bước vào đường học Phật, anh đột nhiên biến thành một người khác, thay đổi hẳn luôn à nha. Mới đầu nghe anh nói sẽ theo đạo Phật tập tu, ngay cả tôi cũng không dám tin, còn cho rằng chắc anh đã bị bệnh chi đó. Tôi không dám nói là bệnh thần kinh, dù có nghi như vậy. Ngày nọ, thấy anh ôm tượng Phật bước vào nhà, thượng lên bàn, thờ phụng tại phòng khách. Từ đó, hàng ngày thắp hương lễ bái tụng kinh. Tôi làm gan hỏi: nè, người như anh mà cũng biết thắp hương lạy Phật hả? Liệu Phật có chứng, có chúc phúc cho không vậy? Anh ôn tồn đáp: y như con trai mình có tính bướng lì, hay gây chuyện, không chăm học, nổi danh là học sinh dở, học sinh tồi, thì vị thầy dạy nó không phải là ngày nào cũng mong nó thay đổi ngoan ngoãn trở thành học sinh tốt hay sao. Lữ Sơn Kiệt tôi, từ đây trở về sau, muốn làm một người thiệt là tốt, thì sao không thể học theo Phật được? Mà nè, hồi xưa tôi thường gây gỗ chửi bà, có lúc còn đánh bà, đều là tôi có lỗi, tôi sai hết. Từ nay, tôi thề bỏ uống rượu,
bỏ hút thuốc, dứt tuyệt ăn mặn. Tôi nguyện là một người xứng đáng làm đệ tử ngoan của Phật. Nếu mà bà còn giận á, thì cứ đánh tôi cho hả giận đi, cho nhẹ lòng đi, hen. Ôi trời ơi, ôi mẹ ơi, hôm nay mặt trời mọc ướng tay rồi sao? Lữ Sương Kiệt đã nói lời của con người rồi nè, những lời anh nói khiến tôi mở to mắt, khiến tôi nhìn sững. Anh càng nói, tôi càng tuôn lệ đầm đìa. Chẳng biết duyên số du rủi như thế nào mà hồi tuổi trẻ xinh đẹp tôi lại chọn anh. Thuở đó, tin anh ngang tàn, ưa đập lộn, ưa gây chuyện, nên nổi danh khắp hương thôn. Hồi đó, tôi còn ngưỡng mộ cho anh là có khí phách hảo hớn nữa chứ. Tôi nghĩ, nếu lấy anh rồi, thì tương lai sẽ không ai dám bắt nạt tôi. Mà đúng thiệt, quả thực là chẳng ai dám ăn hiếp. Không riêng gì bạn bè thân quyến, mà kể cả chòm xóm láng giềng cũng đều lánh xa tôi. Sau này mới biết, anh là Trùm Du Đảng. Như vậy, tôi nghiễm nhiên thành quý phu nhân của ông Trùm. Vậy thì, đố ai dám động tới? Hàng ngày sau khi tan sở, chồng tôi thường không về nhà. Anh cứ la cà ở ngoài tụ họp cùng đám bạn bè đồng chí nhậu nhẹt. Hãy uống nhiều thì gây lộn, vậy tưng lên. Không chỉ thế, ở nhà ăn cơm, anh cũng nhậu. Chưa xong tiệc rượu thì đã say khướt, nổi điên, đập đông đánh tay, quấn con loạn sĩ à. Có lần á, vì chút chuyện giặt, anh mắng tôi. Tôi đâu có nhịn được, tôi liền trả treo lại mấy câu. Thế là anh giang tay đánh. Bộp vào mặt tôi, cú tát đập mạnh vào tay trái. Lúc đó mắt tôi nổ đom đóm, tôi té xuống, ngất xỉu. Khi tôi tỉnh lại á, thì tay trái hết còn nghe ngóng được gì. Tôi đến bệnh viện khám, bác sĩ nói tay tôi bị lũng màng nhĩ. Hồi đó mái ấm của chúng tôi rất hiếm khi không có chuyện, việc đánh mắng gây gỗ thường xuyên xảy ra. Tục ngữ nói gần mực thì đen, rất đúng. Do hôn nhân không hạnh phúc, vợ chồng luôn bất hòa, cuộc sống bị nhấn chìm trong khổ não phẫn nộ, khiến tôi dần dần lây tật xấu của anh. Tôi cũng thành nữ anh hùng để nổi nóng, cáo bực. Tôi cũng nhậu bí tỉ, hút thuốc mịt mù. Lúc đó tôi nghĩ anh chẳng để tôi sống an qua ngày thì tôi dựa vào đâu mà tiết kiệm cho anh chứ. Hãy lãnh lương xong, thì tôi ăn to uống lớn, đi gầy sòng nhậu, mượn men rượu giải sầu, phiêu du trong khói thuốc. Nói khiêm nhường thì một ngày tôi có thể nốc cả bình rượu, hút hai gói thuốc. Việc tiền vui qua chất kích thích của men bia, khói thuốc đã đem đến cho tôi nhiều bệnh hoạn. Đồng lương ít ỏi lại phải đổ hết vào bệnh viện. Thường là mới nửa tháng, túi tôi đã rỗng. Thế là tôi cứ sống xiên xẹo cho qua ngày. Hai chúng tôi hãy ngồi vào bàn rượu, một khi gây chuyện thì rượu và thức ăn bay cùng nhà, con cái khóc rùm, vợ chồng cứ cãi lên. Chúng tôi có nói chi, làm gì, láng giềng cũng chẳng ai thèm khuyên ngăn. Bạn xem, duyên nợ của chúng tôi là vậy đó. Thế mà cũng gọi là mái ấm, là gia đình. Nhờ hai vợ chồng cư sĩ Lý Linh dùng Phật Pháp cứu vớt cái gia đình đổ nát của chúng tôi, nên tôi được biết đến đạo Pháp và bước vào con đường học Phật, nói gót sau Lữ Sơn Kiệt. Tôi quy y Hòa Thượng Diệu Pháp rồi, liền thề dứt bỏ hết tất cả các thói quen xấu. Hiện nay, không những gia đình chúng tôi thay mới đổi tốt, mà tà khí trên mặt của Lữ Sơn Kiệt cũng biến mất tâm luôn, không có còn tung tích nữa. Mặt anh không còn u ám mà rất sáng. Còn bản thân tôi lúc trước thì bệnh hoạn đầy thân, bây giờ không chữa trị mà được lành. Sự khang kiện ngày xưa, khó bề tìm thấy, nay đã xuất hiện. Khi soi gương tôi thấy dung nhan tiều tụy héo xào của mình đã biến đổi. Hồng hào tươi tắn đến ưa nhìn luôn á. Hôm nay á, sẵn dịp cư sĩ Quả Khanh viết báo ứng hiện đời tập 3, chúng tôi chủ động yêu cầu xin cho viết kể chuyện xa đọa của chúng tôi ra. Dù sao vợ chồng chúng tôi sớm đã là danh nhân, từng xấu đến chẳng thể xấu hơn được nữa, cho nên chẳng sợ mất mặt, mất danh, chẳng sợ bị khi dễ trong mắt ai nữa. Điều tôi muốn nói là, chúng tôi từng là những kẻ tồi tệ đến như vậy. Gia đình rách nát đến như thế,
mà vẫn còn có thể thay đổi và biết Phật pháp nên tu sửa tâm tính, đổi mới cuộc đời mà hiện tại được hưởng hạnh phúc. Vậy thì các bạn, những người có nhân cách hơn hẳn chúng tôi, hoặc tệ cỡ chúng tôi đi nữa, thì tại sao lại không thể sống hạnh phúc? Vì sao các bạn không mau chóng chọn cho mình một con đường ly khổ đắc lạc? Đệ tử Mã Kim Lộ kính ghi và Chí Thành đảnh lễ Tam Bảo. 14 tháng 11 năm 2002. Tâm sự Trùm Chu Đản. Thưa chư vị cư sĩ, tôi tên là Lữ Sơn Kiệt, người Hà Nam. Một ngày cách đây hơn 4 năm, trong lúc nghỉ trưa, tôi tình cờ nghe cô Lý Linh kể các câu chuyện kỳ diệu của vợ chồng cổ. Khi họ đến Ngũ Đài Sơn lễ hòa thượng diệu pháp cho những người trong sửa nghe, những câu chuyện báo ứng nhân quả này thiệt là hấp dẫn và lôi cuốn, khiến cho tôi rất là thích nghe, nhưng không dám tới gần vì sợ làm ảnh hưởng tâm tư mọi người. Xong khi tôi đi tới thì thấy các vị trong xưởng hầu như chẳng ai tránh né tôi hết. Ăn tối xong, tôi không kiềm chế được cảm giác xúc động vì lần đầu tiên tôi được nghe Phật pháp, nên ráng thu hết can đảm đến trước nhà của Lý Linh. Thiệt là may, lúc này chỉ có cô và ông xã là đang cư sĩ ở nhà. Hai người họ chẳng những không đuổi tôi đi, ngược lại còn nhiệt tình tiếp đãi nữa. Một kẻ không được ai hoan nghênh như tôi. Vợ chồng cô Lý Linh là đệ tử của Hòa Thượng Diệu Pháp. Tôi nói chuyện với họ tới 3-4 tiếng đồng hồ, được Pháp Phật tẩy gọi thấm nhuần. Không những tôi hiểu được nguyên nhân bệnh hoạn trên thân mình, mà tôi còn biết rằng nếu như tôi không sớm hối cải sửa lỗi sám hối, thì tương lai chắc chắn sẽ phải đọa địa ngục vô gián. Tôi là người như thế nào hả? Xin thưa với quý vị, con nít mà đang khóc ầm ĩ á hả, chỉ cần nghe người lớn nói một câu, Lữ Sơn Kiệt đến kìa, là chúng lập tức nín hết. Tên của tôi có thể giúp người trong thôn làng đem ra hù con nít, thì phải biết là thành tích oai hùng của tôi rất gian danh nổi cộm. Đây nè, xin thí dụ một chuyện nhỏ, nói chung là như hạt mè thôi, để mọi người hiểu tính cách hảo hớn của tôi như thế nào. Nhiều năm lâu xa về trước, ngày nọ, tôi cùng một người bạn tản bộ trên đường, vừa đi vừa nói cười rôm rã, thì ngay lúc đó, bỗng nghe phía sau có tiếng còi xe tin tin vọng tới. Tôi ngoái nhìn lại, thì thấy đó là một chiếc xe vận tải to lớn. Ôi, nhưng mà tôi vẫn tỉnh bơ đi nghênh ngang trên đường, chẳng thèm để ý tới nó làm cái gì. Kẹt! Tiếng kèn xe rống to như là muốn xé tan cái màn nhĩ á. Tôi giật nảy người. Cả tài xế xuống quát to, mày muốn chết hả? Chiếc xe lúc này đã dừng lại, tài xế thò đầu ra mắng tiếp. Đúng là mày tự tìm cái chết mà. Tôi nghe xong, đầu bốc quả, liền chạy tới, đập rầm rầm vô cái xe, tay trái nắm chặt cửa xe, tay phải thôi lia lịa vào tên tài xế. Đột nhiên tôi phát hiện, cái người ngồi bên phải hắn là một cô gái xinh đẹp. Thế là tôi lập tức nhảy xuống đất, chạy vòng qua bên đó, mở cửa xe ra, dùng thân đè lên người cô gái, và ta phải thì đấm tên tài xế như tử. Những ác nghiệp tạo trong quá khứ, tôi chỉ kể tí xíu cho mọi người nghe, để biết tôi có thành tích anh hùng ra làm sao thôi. Nói thiệt nghe, tôi kể ra mà cũng thấy xấu hổ lắm, vì từ khi biết Phật pháp rồi, hãy nhớ tới là tôi ăn năn và đau lòng vô cùng. Bởi vì vậy mà tôi quyết tâm sám hối sửa đổi. Nguyện từ nay, bỏ tà, quy chính, làm một người thiệt là tốt, đổi mới hoàn toàn. Cái tin mà tôi cải tà, quy chính là một điều quái lạ, nên chẳng mấy chốc, được đồn khắp nơi, lập tức, đủ lời gièm pha của mọi người truyền đến tai của tôi. Gì? Cái thằng Lữ Sơn Kiệt muốn học Phật hả? Vậy thì cất ngựa cũng có thể nở qua đó. Phật giáo dù có tốt đến đâu, hễ mà có Lữ Sơn Kiệt nhào vô, thì tôi đây không thèm học Phật nữa. Quả tình á. Còn rất nhiều lời khó nghe vô cùng. Nhưng lúc đó, tôi nghe xong, cũng chẳng hề nổi nóng, mà còn tăng thêm tâm sám hối nữa chứ. Đúng là, tôi từng tác tệ đến nỗi, ngay lúc muốn học Phật, muốn làm người tốt, mà không ai dám tin. Đây chính là báo ứng mà. Trồng nhân gì, thì gặt quả đó, không có sai chút nào hết. Thế là tôi âm thầm hạ quyết tâm. Lữ Sơn Kiệt tôi
trước đây quen sống xấu xa, xấu tới thiên hạ biết mặt, biết danh và chạy làng. Hôm nay, thân tôi rơi vào cảnh bệnh hoạn, không những toàn thân vô lực, mà còn hay bị chóng mặt, choáng váng. Đan cư sĩ nói tất cả đều là quả báo, do tôi đánh người, sát sinh mà ra. Bây giờ tôi đã được nghe Phật Pháp, hiểu rõ và tin có báo ứng đáng sợ rồi, nên quyết tâm làm lại cuộc đời. Thề từ nay vĩnh viễn làm người tốt, là đệ tử ngoan của Đức Phật. Đức Phật từng nói, tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Thế thì vì sao mà tôi lại không thể chứ? Tất nhiên đã quyết tâm tu sửa, thì phải biết đón nhận những khinh miệt rẻ rúng mọi người dành cho mình. Chư Phật và Bồ Tát chẳng phải đã từng dạy, kẻ phạm lỗi, một khi đã hiểu rõ Phật Pháp, thì phải biết khiêm cung nhận lỗi, phải nhẫn giỏi và bắt đầu tu tịnh, học tập từ ngay trong những lời mạ nhục chửi mắng hay sao? Từ đó, cứ mỗi khi tan sở về nhà, tôi vùi đầu nghiên cứu kinh Pháp, không những dứt tuyệt ăn mặn, mà ngay cả rượu, thuốc tôi cũng bỏ luôn, dù trước đây tôi là con sâu rượu, nhậu như là hũ chìm, miệng lúc nào cũng phi phèo, thuốc lá y như là ống khói tàu. Mỗi ngày tôi còn ở trước mặt Phật kiểm lại những lỗi lầm trong quá khứ, chân thành phát lộ sám hối, từng lỗi sát, đạo, dâm, vọng, tôi đều dũng mãnh thầy đức đoạn, bỏ ác theo thiện. Tôi lại 100 lễ, 200 lễ, 300, 1000, xin hồi hướng cho các sinh vật bị tôi giết hại, hồi hướng cho những người bị tôi đánh mắng, mạ nhục, hồi hướng cho những người bị tôi bắt nạt, ăn hiếp, mỗi một lại, đều xuất phát từ tâm chí thành sám hối của tôi, đều mang theo những giọt lệ ăn năn. Tôi lại, đến ngay cả bản thân tôi cũng không nhận ra mình là Lữ Sơn Kiệt nữa. Cuối cùng rồi cũng đến một ngày, các bạn đạo chịu tiếp nhận tôi, láng giềng hương thôn, mỗi lần gặp tôi đều vui vẻ chào hỏi. Cất ngựa đã nở hoa, tên ác quỷ. Lữ Sơn Kiệt giờ đã biến thành người, đã sống lại, đổi mới, đã quay về vị trí làm người, đã có tư cách con người rồi. Đan cư sĩ còn dẫn tôi đi quy y Hòa Thượng Diệu Pháp, tôi vui và mãn nguyện lắm, dốc toàn lực, bắt đầu một cuộc đời mới. Đêm nọ, tôi nằm mơ thấy một con chó đen, cao to, nhìn rất là quen. Nó hiền lành, quấn quýt bên tôi. Tôi liền giang tay ôm, vuốt ve nó, và nói bất tận những lời thân ái. Sáng ra, khi thức dậy, tôi thấy toàn thân nhẹ nhàng thư thái, từ đó, bệnh hoạn không để ý tới, và dần dần hết. Một hôm, tôi đột nhiên nhớ lại, con chó đen này, chính là mấy năm trước tôi đã dùng dây xiết cổ giết nó để mà làm thịt ăn. Tôi thiếu nợ mạng loài vật quá nhiều, tạo tội rất là nặng, tích nghiệp thành bệnh. Nhờ tôi chân thành sám hối, tụng kinh hồi hướng, nên đã được chúng vui lòng giải oán kết, xóa hận. Con chó đen không những không hận tôi, mà trong mộng còn tỏ vẻ thân thiện, giải thích rằng nó được giải thoát. Tôi quyết tâm từ nay về sau, vì những sinh vật mình giết hại, tụng kinh địa tạng và tụng mãi để cầu siêu cho chúng. Hy vọng chúng sớm giảng sinh cõi lành, cùng tôi chuyên thành Phật đạo. Mấy năm sau đó, tôi vẫn là một nhân vật nổi danh, nhưng không còn khiến người gặp phải quản hồn kinh sợ nữa, mà trái lại, khi ông, bà hay là ba má ai đó dạy con cháu không nghe, họ luôn đem tôi ra làm gương để nhắc nhở. Lữ Xuân Kiệt có thể biến thành người đại tốt như vậy, không lẽ con chẳng thay đổi được hay sao? Tôi đã thành người mẫu, thành tấm gương, để các bậc cha mẹ đem ra bắt đám con ngỗ nghịch noi theo. Như vậy, Lữ Sơn Kiệt này sống ở nhân gian, cũng không uổng phí. Tôi hiểu được rằng, tâm là do ta làm chủ, thân ta tạo ác hay hành thiện cũng do tâm làm chủ, tâm chuyển biến thì tất cả đều đổi thay. Nhờ vậy mà tôi từ một người ác mới có thể biến thành thiện, trở thành một đệ tử sơ cơ căn bản của Phật, phiền não tức bồ đề, tất cả do tâm tạo mà. Nguyện những ai có hành vi bất lương, giống như tôi, sớm quay về chánh đạo,
đồng chứng Bồ Đề. Các bạn thai giáo tuyệt vời. Lời người dịch. Thoạt đầu khi đọc đến tựa của câu chuyện này, tôi đã rất thờ ơ, không muốn dịch. Nhưng sau đó, tôi ráng đọc thử xem tác giả muốn nói gì, và câu chuyện đã khiến tôi cảm động. Xin được chia sẻ với bạn đọc, nhất là chư Phật tử tại gia, những người trẻ tuổi, sắp làm cha, làm mẹ. Tiết Đình là một nhạc công. Khi mang thai, cô bắt đầu có niềm tin chân chánh đối với Phật Pháp, nên phát tâm nghiêm trì ngũ giới, tập tu theo Pháp Phật và quyết định giáo dục thai nhi theo Phật giáo. Chúng ta hãy nghe Tiết Đình thuật lại câu chuyện giao cảm thần linh thần kỳ giữa hai mẹ con họ. Sau khi kết hôn, vì muốn đứa con sinh ra được khỏe mạnh thông minh, tôi rất chú trọng đến ẩm thực, lo tập luyện, chuẩn bị chu đáo đủ cách. Thấy trong kinh Địa Tạng ghi rằng, chúng sinh ở cõi Ta Bà, đời vị lai, những người sắp sinh con, nếu trong 7 ngày mà tụng kinh Địa Tạng bất khả tư nghị này và niệm danh Bồ Tát đủ vạn biến, thì đứa con sinh ra dù nam hay nữ, đời trước có ước báo, cũng liền được thoát khỏi, an lạc dễ nuôi, thọ mệnh tăng. Đoạn kinh này đã ban cho tôi chỉ đạo quý báu. Tôi tin tưởng và cảm thấy được khích lệ rất lớn. Vì vậy, tôi quyết tâm nuôi dưỡng, đào tạo ra một đứa bé băng thanh ngọc khiết, có tư chất thanh cao, nhất quyết hung đúc trí tuệ và phúc đức cho nó theo Phật Pháp. Tôi trong thời kỳ mới hoài thai, tôi bắt đầu, vì con tụng kinh Địa Tạng, do thân thể chưa quen, không thoải mái, nên tôi chỉ thành kính tụng kinh Địa Tạng vào 10 ngày trai. Thoạt đầu, tôi chỉ nghĩ đơn giản, làm vậy là giúp cho sinh mệnh bé bỏng mới tượng hình trong bụng tôi có thể được nghe bộ kinh bất hủ của Phật thuyết. Tôi quyết tâm vì bé, tiến hành việc thai giáo tốt đẹp nhất, theo Phật Pháp, nên lòng cảm thấy rất hạnh phúc, tự hào. Niềm vui này thật khó mà diễn tả hết được. Tôi luôn cầu chư Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi ban cho tôi một đứa con như nguyện, mang thai được 4 tháng. Nhờ thiện tri thức khai thị, được người nhà tôi dốc toàn lực ủng hộ và chăm sóc, tôi triệt để tin lời Phật nên hoàn toàn ăn chay. Ăn chay không những giúp tôi có dinh dưỡng tốt, thanh sạch, mà cũng chẳng bị mỏi mệt khó chịu. Ngược lại, còn khiến tôi mặt mày hồng hào tươi tắn, thân tâm an vui, tinh thần thể lực sung mãn. Sau đó, tôi tiến bộ hơn. Có thể vì con mỗi ngày tụng một bộ kinh Địa Tạng, siêng năng không lười. Tôi đối với những điều Phật nói trong kinh vững tin không nghi. Tôi tụng kinh âm thanh rõ ràng, ngày ngày bầu bạn cùng thai nhi đang dần lớn lên. Trong lòng sung mãn niềm an lạc hân hoan chưa từng có, vì kinh nghiệm đang thực hành, lòng luôn mong mỏi khát khao, mau được nhìn thấy mặt con. Thời gian trôi qua thấm thoát, mùa hạ đến, tỏa khí nóng oi bức khó chịu. Nhưng tôi không chút lười biếng, vẫn nỗ lực dụng công, ra sức thanh năm quả dục, nghĩa là tai chẳng nghe tiếng ác, mắt chẳng nhìn việc ác, tinh tấn không lười, luôn dùng chánh niệm hộ tâm. Mỗi ngày, tôi vì thai nhi tụng kinh, tận lực làm một người mẹ tốt đúng cách. Hôm nọ, lúc tôi tụng xong bộ kinh Địa Tạng, thì cảm thấy cổ họng khô đau. Liền tiến đến tủ lạnh, định lấy kem ăn giải lao. Thưởng công cho mình đã cực khổ tụng niệm nãy giờ. Nhưng, ngay giây phút tôi mở tủ lạnh ra, đột nhiên, trong đầu tôi vang lên tiếng nói. Mẹ ơi, đừng ăn kem, con sẽ rất lạnh. Việc này thật bất ngờ, khiến tôi tưởng mình nghe lầm. Lòng cảm thấy rất kỳ quái, nên thầm nghĩ. Đây chắc là do ta tự nghĩ lẩn thẩn, hoặc là một dạng tự kỷ ám thị mà thôi. Vì vậy tôi không chú ý vào quyết định. Nghĩ một chút, lát nữa sẽ ăn vậy.
Nghỉ ngơi xong, tôi lại đến mở tủ lạnh. Thật không ngờ, cảm thọ lúc nãy lại xuất hiện. Mẹ ơi, đừng ăn kem, con sẽ rất lạnh. Câu nói này một lần nữa vang lên mãnh liệt trong óc tôi. Rõ ràng là thai nhi trong bụng đang dùng tâm nói chuyện với tôi và mách cho tôi biết những cảm thọ khổ vui của nó. Giao cảm kỳ diệu này khiến tôi hiểu sâu sắc thai nhi, và tôi đang tâm tâm tương thông, tâm tâm tương tri. Kinh Địa Tạng đã giúp tôi và con liên lạc mật thiết mầu nhiệm cùng nhau. Mẹ con chúng tôi đồng hiểu nhau qua ngôn ngữ nội tâm, cùng cảm thọ, kết thành thiện duyên mẫu tử cực kỳ thâm sâu quyền diệu trong đời này. Tôi đã từng dùng tâm thành, tâm cung kinh, tụng Phật thuyết trường thọ diệt tội hộ chư đồng tử kinh. Trong kinh diễn tả, khi con ở trong thai, nếu mẹ ăn nóng, con khổ như đang ở trong cái nóng địa ngục. Nếu mẹ ăn lạnh, con khổ như đang ở trong cái lạnh địa ngục, cả ngày thống khổ. Dựa theo đoạn văn kia, giây phút tôi và con tâm linh cảm ứng đã chứng thực giải rõ. Điều này khiến tôi xúc động vô cùng, mãi mãi không thể quên. Lời Phật đúng là chân ngữ, thật ngữ mà. Đây cũng là ứng hợp với những điều trong cuốn sách thuốc Thiên Kim Phương. Trong đó có nói, trong lúc mang thai mà ăn cực nóng hay cực lạnh là cấm kỵ. Từ đó vì thai nhi, bất kể thời tiết nóng bức ra sao, tôi cũng không dùng qua thức lạnh nào. Cục cưng sinh ra được 2 tuần. Theo thói quen, tôi cho bé ăn hoàng liên, một loại thuốc bắc khiến bé đi tả không ngừng. Ngắm nhìn bé ốm gầy không còn sức lực, lòng tôi nóng như lửa đốt, cực kỳ bất an. Tôi áp mặt vào dần trán tái nhợt của con, ưu tư trăm mối, tâm rối như tơ. Thì ngay lúc đó, trong óc tôi chợt xuất hiện một câu nói. Mẹ ơi, mẹ đừng dùng trứng gà nữa, ăn trứng gà với con rất là không tốt. Tôi bừng tỉnh ra, chính là bé cưng đang nói với tôi. Tôi hoàn toàn ăn chay đúng theo kinh Địa Tạng dạy, nhưng do để thuốc sữa, chị dâu tôi đã ngày ngày làm rượu trứng gà cho tôi uống. Lần này tôi bắt đầu thưởng thức cuộc đối thoại tâm linh thú vị cùng con. Tôi khởi ý nghĩ trong tâm, con cưng à, mẹ phải làm sao con mới an ổn đây? Bé lập tức hồi đáp. Mẹ hãy mau tụng 7 bộ kinh Địa Tạng, hồi hướng cho oan gia trái chủ của con. Không chút chậm trễ, tôi lo tụng cho xong 7 bộ kinh Địa Tạng. Sau đó tôi hỏi bé. Mẹ đã tụng xong 7 bộ rồi, con muốn mẹ làm gì cho nữa? Bé đáp. Bắt đầu từ nay, mỗi ngày, mẹ tụng cho con 1 bộ kinh Địa Tạng nha. Tôi lại hỏi, tụng đến bao giờ mới ngừng? Bé đáp. Tụng đến khi con có thể tụng kinh được thì ngừng. Vậy, bao giờ con mới có thể tụng kinh được? Bé đáp. 7 tuổi. Tôi bỗng nhiên tỉnh ra. Từ đó, hàng ngày tôi tụng kinh không ngừng. Tôi tụng kinh đến hôm thứ 2 thì chứng đi tả của bé liền dứt. Khi tôi viết đến những dòng chữ này thì bé đã được 2 tuổi rồi, thân thể mạnh khỏe, an lành dễ nuôi. Đồng thời, để hoàn thành lời hứa với con, tôi hàng ngày vì bé tụng 1 bộ kinh Địa Tạng. 7 năm sẽ là 2.555 bộ kinh. Tôi và chồng tôi tin sâu, bé có thể dùng nhân duyên này để hóa độ chúng tôi tinh tấn tu hành. Tôi hiểu sâu như vậy, là cả nhà chúng tôi cùng nhau chung sức hoàn thành đạo nghiệp. Tùy theo con, ngày càng trưởng thành, mà đạo nghiệp của chúng tôi ngày càng tinh tấn, đồng thời thiện hạnh, thiện đức của chúng tôi cũng tăng trưởng theo. Điều này đối với cả gia đình chúng tôi mà nói, quả là an vui hạnh phúc biết dường nào. Tiết Đình giải thích thêm, con và mẹ
là do nhân duyên cực sâu mà chiêu cảm nên tình thâm. Trong thời kỳ hoài thai, mẹ cùng con thực sự nương nhau, liên quan từ máu huyết, xương thịt, tinh thần cho đến thể chất. Vì thai nhi tụng kinh Đại Thừa chính là thai giáo tốt nhất. Tôi đã gặp nhiều người khi mang thai tụng kinh Địa Tạng, Lương Hoàng Sám hay các kinh Đại Thừa khác. Đứa con sinh ra thật là xinh đẹp, thông minh, mạnh khỏe, an lạc, dễ nuôi. Đây là bài văn tự thuật chân thành của một người mẹ ở Thượng Hải. Lúc bà sinh ra 15 ngày thì tôi gặp ba người, cả nhà họ và đích thân kiểm nghiệm. Nội dung câu chuyện này hoàn toàn có thật và rất đáng tin. Thư Khuyển Mã. 7 năm trước tôi qua Mỹ thăm bạn, được dẫn tới một khu vườn vui chơi nổi danh để tham quan. Tiến vào cổng lớn không xa thì thấy có một chiếc xe thổ mộ rất sang trọng vừa đổ lại ngay trước mặt chúng tôi. Tôi bị màu lông trắng tuyết của con tuấn mã thu hút. Nó rất đẹp, đầu ngẩng cao, lông trắng mướt như nhung, và cái bờm dài tuyệt mỹ. Chiếc yên ngựa vàng chiếu lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời kali tươi đẹp, càng tăng thêm phong thái uy vũ bất phàm. Con ngựa chở du khách đi theo con đường cố định, người ta vừa tận hưởng thú vui quý tộc, vừa tha hồ ngắm cảnh thỏa thích mê ly. Chúng tôi không lên xe, chỉ nhìn theo con tuấn mã khỏe mạnh đang kéo xe rời xa. Đoàn chúng tôi mãi vui chơi đến chẳng hay biết trời đã tối. Lúc quay về, khi đi ra gần tới cổng lớn, tôi thấy con tuấn mã vẫn còn đang phục vụ chở khách. Nhưng lúc này, thần thái của nó không còn anh tuấn hiên ngang, đầu cúi rũ, lê bước mệt nhọc, chứng tỏ nó rất đuối sức, hụt hơi. Tôi nhìn bộ dạng nó, từ sáng sớm đến giờ lao động ít nhất cũng phải 20 tiếng, trông nó đừ đẫn mà đau lòng. Tôi lang mang suy nghĩ. Chẳng biết con tuấn mã này kiếp trước nó đã tạo nghiệp gì, mà đời này sinh làm tuấn mã, phải ở đây kéo xe suốt ngày. Hôm nay đã có biết bao nhiêu du khách ngồi cho nó kéo, và một năm có biết bao nhiêu người. Không lẽ kiếp trước nó thiếu nợ đến gần ấy người ư? Sau khi về nước, tôi đem chuyện này thỉnh giáo sư phụ. Hòa thượng Diệu Pháp bảo, con ngựa đó, đời quá khứ, từng là người da trắng, làm chủ hàng trăm nô lệ da đen. Trong trang viên của ông, có hơn 100 nô lệ làm việc, họ hứng chịu đủ mọi lăng nhục, hành hạ áp bức của ông. Sau khi ông chủ da trắng này chết đi, lập tức đọa địa ngục thọ khổ, mạng báo ở địa ngục, y đầu thai vào cõi thú, sinh làm con ngựa này, mang ngoại hình tuấn tú mỹ miều, thể lực mạnh mẽ, trở thành công cụ kiếm tiền cho chủ, nếm lại cái khổ làm nô dịch. Cho dù những nô lệ kiếp trước bị y áp bức bóc lột đầy ải, chỉ có hơn 100 người, nhưng bởi vì y hung tàn và ngược đãi đám nô lệ da đen quá mức. Đây không những là phạm tội đáng xấu hổ đối với nô dịch, mà đối với hành vi phi nhân tính, tức là xúc phạm chà đạp con người quá quắt, thì y đã có lỗi với toàn nhân loại. Do vậy mà ngày nay y phải chịu người điều khiển cưỡi ngồi, không được nghỉ ngơi. Đó là quả báo y phải trả. Tội nghiệp của y sâu nặng, chẳng biết còn phải làm trâu ngựa hàng bao lần nữa. Đến cuối cùng, khi y được chuyển sinh làm người, thì phải mang thân phận bần cùng hạ tiện, khổ hết chỗ nói. Tôi nghe xong, trong lòng tỉnh ra. Ai mà ngờ con tuấn mã khả ái đáng thương này lại có quá khứ chẳng vẻ vang như thế. Tôi thầm nghĩ, nhất định phải tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng cho con tuấn mã, để nó sớm chuộc đền tội nghiệp, thoát ly biển khổ, đồng thời còn phải niệm Phật siêu độ cho các nô dịch, xoa dịu oán khí xung thiên của họ. Lúc này, Hát cư sĩ ngồi cạnh bên tôi, bà là Hoa Kiều, định cư ở Mã Lai, đột nhiên hỏi, thưa sư phụ,
Nhà chúng con hồi ở Hương Cảng có nuôi một con chó tên là Misu, từ nhỏ đã bầu bạn thân thiết với chúng con. Sau khi cả nhà quy y ăn chay rồi, con chó này cũng rất có tính linh, không lâu thì nó bỏ ăn thịt ăn chay theo, khiến cả nhà con hết sức là vui mừng. Gia đình chúng con về đến Mã Lai rồi thì 2 năm sau Misu chết. Chúng con rất là buồn. Mẹ con có đến chùa lập bà dị cầu siêu cho nó, còn tổ chức pháp sự chúc phúc cho nó. Chẳng biết giờ nó đã sinh vào cõi thiện chưa? Mong sư phụ từ bi quan sát giúp giùm chúng con với. Trầm ngâm một lúc, sư phụ mỉm cười nói. Con chó này, nhờ đời trước, ở nhà người nghe kinh, ăn chay, chết rồi được các ngươi tụng kinh cầu siêu cho nữa, nên nó đã chuyển sinh làm người rồi. Hiện cũng đang ở Mã Lai, là một cô gái 17 tuổi xinh đẹp. Nghe hòa thượng nói xong, hát cư sĩ im lặng, bấm đốt tay, rồi kinh ngạc lẫn vui mừng, la lên. Sư phụ, ngài thật sự hay quá. Misu chết tính đến nay cũng đúng 17 năm. Xin ngài hãy cho con biết, cô gái ấy hiện giờ đang ở đâu, tên là gì, con rất muốn gặp cổ. Sư phụ và mọi người tại hiện trường đều cười. Tôi hỏi hát cư sĩ, nếu tìm được gặp cổ, bà sẽ nói gì? Bà sẽ nói là, em ơi, trước đây em là con chó nhà chúng tôi nuôi ư? Cổ mà không đánh bà mới là lạ đó. Hát cư sĩ cũng bật cười, vì sự vô ý trong nỗi của mình. Sư phụ hiền hòa nói, có duyên thì sẽ gặp nhau, rồi sẽ có ngày nó cùng gia đình bà hội ngộ. Vừa gặp đôi bên sẽ thấy rất thân thiết, và nó sẽ báo đáp gấp bội. Lời xưa nói, bách niên tu đắc đồng thuyền độ, tức là tu 100 năm mới được đồng thuyền. Cho nên, chúng ta hôm nay được đồng sự, đồng quê hương, có bạn bè, thân quyến, thậm chí bao gồm luôn cả cựu nhân, đồng tụ hội, thì xem như là đã có duyên từ nhiều kiếp. Vì vậy, chúng ta phải kết thiện duyên cho rộng, gắng sức giải trừ ác duyên, cùng chung sống hài hòa, bảo tồn thiện khí, chung tay xây dựng một cõi cát tường. Sư phụ từ bi như thế đó, ngài khéo nhìn căn cơ mà giáo hóa. Lần bái thăm này khiến tôi thu được lợi ích rất lớn.